Vâng, mến chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Mạnh Bonsai cũng như là fanpage của Mạnh Bonsai. Để giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đang đứng trước ống kính của Mạnh đây là anh Nhâm, là chủ vườn, nhà vườn Nhâm Nguyên Garden, có địa chỉ ở đây là phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nó ở đây là quý vị ạ, nó nằm ngay ở cái đường này là đường Cổ Linh nhỉ. Đúng đường Cổ Linh không anh? Đấy, đường Cổ Linh nha quý vị nhá. Ngay cái trung tâm Ion Mall ấy. Đấy, ngay trung tâm Ion Mall ở quận Long Biên. Quý vị và các bạn cứ định vị là trung tâm Ion Mall Long Biên, đi qua cầu vượt khoảng 200m là đến nhà vườn Nhâm Nguyên Garden ở bên tay phải, lối từ Thạch Bàn đi lên. Và tại không phải là không có lý do mà anh Nhâm anh ấy đứng trước ống kính của tôi và tôi quay để cho quý vị và các bạn, không phải là ngắm dung nhan anh ấy hay là ngắm cây đâu, mà thực ra là cái video này tôi cũng muốn là đi sâu một chút để cho quý vị và các bạn tường tận, đó là cái việc là như này này. Nhà vườn Nhâm Nguyên Garden ấy thì là kinh doanh tại vườn cũng có, mà kinh doanh online cũng có. Online tức là kinh doanh qua mạng. Thì nói chung là bây giờ là tôi có thể nói với quý vị rằng là 10 nhà vườn bây giờ thì cả 10 nhà vườn đều kinh doanh online, đều kinh doanh qua mạng. Cái vấn đề ở đây là đó là cái việc là nhiều khi ấy, khách hàng xem video, xem ảnh của nhà vườn, sau đó là khách hàng phải cọc một cái khoản tiền. Nói chung cũng không phải là nhiều đâu, có thể là tùy vào cái giá trị của cây, có thể cái cây độ khoảng 10-15 triệu thì quý vị cọc trước độ 1-2 triệu để gọi là lấy cái lòng tin thôi. Nhưng mà có một số khách hàng thì cũng phản ánh rằng là bây giờ để nói bậy một câu rằng là mẹ đặt cọc xong rồi mất hút, thế là nó lừa mình đấy. Thế thì trong cái việc như vậy thì mình là một cái nhà vườn mà để có được cái uy tín thì những cái trường hợp như vậy thì anh có thể là cho khách hàng một số các cái ý kiến được không anh? Đứng này nói nghe được. Vâng, thoải mái anh ạ. Ra mà nói này, song phẳng mà nói với nhau ấy. Vâng. Thì các vị mà không tham thì không ai lừa được các vị cả. đấy là nói rất là dân dã, tôi là người nông dân. Vâng. Tôi không biết nói thế nào cho nó hay. Nhưng mà tại sao ở đây là mình lại bảo là các vị không tham, tức là khách hàng là người mua mà này, mua mà cũng tham hả anh? Ở trên đời này ấy, cái miếng format mà gọi là miễn phí nó chỉ có trong cái bẫy chuột thôi. Rẻ đẹp thì không có. Tức là những cái đồ gọi là đồ ôi thiêu nó mới mang ra nó bẫy đúng không? Luôn luôn mang cái đồ rất đẹp nhưng cái giá lại rất rẻ. Ví dụ cái cây người ta chỉ giá 100 triệu, em hiểu rồi, bài nó bán 10 triệu. Vâng. 8 triệu. Quý vị ơi, mình vừa món ngon rồi. Tức là một miếng format nó mua về, nó sẵn sàng, nó bỏ tiền ra, nó mua một miếng format rất là ngon. Thế nhưng mà cái giá phải trả đó là con chuột bị sập bẫy. Đúng rồi. Đấy là nói em một hiểu. Cách gọi là dân dã thôi. Rồi, em hiểu rồi. Thì thực sự thế này này, ở trên đời này ấy, cái gì là có giá của nó cả. Vâng. Đấy. Cái giá của tôi là gì? Là lòng tin. Vâng. Là uy tín. Chứ chưa chắc là phải cái cây này. Đúng không nào? Bây giờ quý vị bảo vào vườn tôi hỏi cái cây này, nhớ mấy cây này bán bao tiền? Vâng. Cây này em bán cho bác là 35 triệu. Bác bảo sao đắt thế? Cây kia nó bán to hơn như này, nó bán có 15 triệu. Vâng. Vâng, thế thì em cũng không biết, gia đình cũng không biết nói gì hơn tất cả. Nhưng mà nếu mà các bác không tham rẻ thì làm sao các bác bị lừa? Đúng không nào? Đúng à. Tất cả đánh vào lòng tham đúng không anh? Tất cả các chùa lừa đảo nó đều đánh vào lòng tham của con người. Ông không tham chả ai lừa được ông. Thế làm thế nào bằng cái kinh nghiệm bán hàng của mình, không phải là một lần mà anh cũng bán cho rất là nhiều khách hàng ở xa rồi, Vũng Tàu cũng có rồi, Sài Gòn cũng có rồi. Đúng rồi. Thế thì em hỏi anh là làm thế nào để khách hàng có thể đặt niềm tin cho mình khi mà mình mua, khách hàng mua xa như vậy, quãng đường hàng vài nghìn cây số chứ không phải là ít, để mà mua được đúng cái sản phẩm đấy, đúng cái cây đấy. Rồi, đấy. Ok, mình sẽ hướng dẫn khách hàng mua để tránh bị lừa nhé. Vâng. Việc đầu tiên, hãy tìm hiểu về cái người bán. Vâng. Nếu quý vị không tìm hiểu được hoặc tìm hiểu chưa rõ ràng, vâng, thì quý vị hãy gọi video cho người bán. Đâu cái cây của ông đâu? Vâng. Ông đứng trước cái cây, ông cho tôi xem cái cây. Rồi, ok, tức là video call trực tiếp. Tôi nhìn thấy mặt ông đã. Đúng rồi. Tôi chụp được cái ảnh của ông đã. Rồi. Đấy. Ok, cây này của ông báo 10 triệu, tôi mua 10 triệu không mặc cả. Nhưng vấn đề là gì? Tôi gọi video ông đứng trước cây. Rồi. Đây là cây của ông.
đúng không? Thì cái tỷ lệ lừa ấy, rất khó, nhưng đa phần những người lừa ấy, tôi đố quý vị gọi video mà họ lại nghe máy. À. Và tôi đố người ta có thể cho các vị xem cây được, chứ người ta có cây đâu. Người ta sẽ lý do em đang bận ngoài đường, em đang đi đào cây, em đang đi massage, em đang đi ABC. Vâng. Thế nhưng mà thực sự là họ không có cây. Đấy. Còn thì thế này này, không cái gì bằng tận mắt mình. Vâng. Tay mình sờ thấy, mình đứng, mình ngắm, mình tưởng tượng. Vâng. Cái cây này nó có vừa vị trí nhà mình không? Đó mới là giá trị của một cái cây. Chứ vâng, không phải một cái cây đắt tiền mà là đẹp hay rẻ tiền là xấu, không phải như vậy. Vâng. Nó có hợp với vị trí nhà mình hay không? Thì đó mới là điều quan trọng nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Các bác nhìn thấy các bác mới tưởng tượng ra được. Trực tiếp các góc cạnh, chứ còn hình ảnh thì không ai người ta, không ai người ta đưa cái hình, cái mặt xấu của cái cây lên cho các vị đâu. Người ta bao giờ người ta khoe cái đẹp chứ, cái xấu người ta phải che lại. Đó, nên là để mà tránh bị lừa thì việc đầu tiên mình phải thẩm định là gì? À, cái cây này rẻ quá. Vâng. Bất thường là không đúng rồi. Cái thứ hai, ông cứ gọi video call cho tôi. Tôi nhìn thấy ông đứng cạnh cái cây. Vâng. Cây của đúng nhà ông. Ok. Mút. Thế thôi. Đấy thì em thấy là không phải là anh Nhâm bán mai từ quý mà em hỏi như vậy đâu, mà tất cả các anh em bán các cái mặt hàng cây khác ấy cũng như vậy. Và nhiều anh em là cũng phản ánh là ngay cả những cái người mà người buôn ấy, người buôn người ta cũng kiểu nhiều khi là người ta cũng mua lại của khách. Rồi nhiều khi khách chơi chán hoặc là không thích rồi, muốn chuyển sang mua cây khác lại bảo là bán lại cho ông này. Đấy, nhiều khi là tất cả cái vườn này. Vâng. 100% là tôi mua qua hình ảnh hết. Vâng. Đấy. Tôi làm sao mà đi tận nơi tôi mua được? Đúng rồi. Đấy. Và cũng mình cũng chỉ ở vườn và ship trở đến. Đúng rồi. Để nhận hàng thôi. Còn nếu mà mua cây của nhà Nhâm Nguyên ấy. Vâng. Thì các bạn cứ yên tâm một điều thế này. Việc đầu tiên, cái việc duy nhất các bạn phải làm đấy là chuyển khoản. Vâng. Còn tất cả các việc khác các bạn không phải lo. À, chuyển khoản thì ở đây là như đầu video em cũng có nói là cái việc chuyển khoản ở đây là mình chỉ cọc trước thôi đúng không anh? Cọc trước một cái khoản tiền gọi là nhỏ nhỏ để mình làm gọi là cái tin với nhau ấy. Không. Hay là như nào anh? Mình nói luôn. Vâng. Nếu mà quý vị mà không đến được. Vâng. Thì tôi sẽ gọi video trực tiếp. À. Mà đã chuyển cọc thì phải chuyển ít nhất là 50%. À rồi, ok. Đấy là. Chứ còn tôi không nhận một ít. Rồi, ok. Bởi vì là ít hay nhiều thì vẫn phải trả mà. Rồi. Cọc ít để làm cái gì? Vâng. Mà đã tin nhau rồi thì cũng trả thành vấn đề. Rồi, mà đã kết cây rồi, ừ, thích rồi, ông thích rồi mà ông này còn phải lăn tăn thế thì. Không phải là nhiều, nói thật ra cái khách người ta mua cây thực sự ấy, là người ta cũng rất là mất thời gian để tìm được một cái cây. Đúng rồi. Không phải là người ta thích cái là mai người ta ví dụ người mua cái bánh chưng ra chợ có luôn đâu, không phải như vậy. Vâng. Nhưng mà mình vẫn thích là gì các bạn? Đến tận nơi mua bán trực tiếp thật sự thoải mái, ưng ý, vì mua là mua niềm vui mà. Mua về mà nó trong hình ảnh nó không thể hiện hết được hoặc trong video nó không thể hiện hết được. Vâng. Nó sẽ gây ra cái bực. Không, tất nhiên là như này này, bởi vì là có thể là khách hàng thì là thông qua cái video mà em quay thì họ cũng xem và họ biết đến nhà vườn mình, biết đến những cái cây của mình. Thế nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là nhà vườn này mình đã có niềm tin rồi. Thì mình cứ sẵn sàng, nếu mà mình thật sự là mình muốn mua cái cây đó, khi mình xem được video là tôi thấy ông Mạnh Bonsai ông ấy đến nhà vườn mình quay, thì tôi thấy cái cây, ví dụ như cây bên cạnh anh đây, và tôi thấy cây rất là đẹp, thì ngỏ ý là muốn là giao lưu với cả nhà vườn mình đúng không? Thì cái việc đương nhiên rồi, khi mà mình đã thích cây đó rồi thì tội gì mình không gọi điện trực tiếp cho chủ vườn. Và mình có thể là sẵn sàng mình video call luôn, bảo là sẵn sàng, kể cả anh sẵn sàng từ cái việc anh đóng gói, đóng cây gửi đi cho khách. Nếu khách yêu cầu là quay lại video chụp lại, anh cũng sẵn sàng. Đúng, đúng không? Đấy thì đấy là một cái phải nói là giữ được cái niềm tin, giữ được cái uy tín. Chứ cũng không nhất thiết phải là xa quá mà bây giờ bay hàng nghìn cây số, mất sừ nó vài triệu tiền phí đi lại rồi ra đây xong rồi lại mất thời gian này không ưng ý, thì nó vừa mất thời gian của khách hàng mà đấy nó lại không mang lại cái chữ tín cho nhà vườn. Thì thôi, thông là nhà mình ấy, nếu mà bán hàng mà dưới 200 km, vâng, thì mình sẽ thuê hàng xe tải đi chợ. À. Chứ mình không gửi. Vâng. À, lái xe của mình, nếu mà khách yêu cầu trồng cây thì là thợ của mình. Đấy là một cái đảm bảo nhất. Đấy là cái đảm bảo. Chứ còn gửi dịch vụ thì thực sự ra mà nói thì nhiều khi nó cũng chỉ là 50-50. Vâng. Nhiều khi cái cây nó đang đẹp như này nó gãy một đúng cái rồi cành. Ví dụ như những cái cây, như cái cây nó to như thế này mà cái hoa nó đẹp như thế này. Đó.
Bây giờ mà bây giờ bảo là ship xiếc các thứ thì bây giờ nhiều khi người ta vận chuyển chung, nó còn nhiều hàng họ này nọ nữa. Đúng rồi. Người ta lại cứ xếp gọi là kiểu ship vào với nhau, gọi là kín vào với nhau để người ta còn chở được các cái hàng khác. Nói đó chung là một con này đi một cái xe tải. Vâng. Thôi, thực ra 200 cây số không hết nhiều đâu. Vâng. Nó hết khoảng tầm đâu đó 3 triệu ngoài một tí. Chả vấn đề gì hết. Mình quan trọng là mình giữ được cái uy tín. Cái uy tín của mình yên tâm. Vâng. Mình đi mình sướng. Bán cũng thích. Khách người ta xem và đến khi người ta nhận cây, người ta cũng an tâm, người ta bảo là chuẩn, là đúng là cái cây hôm qua tôi gọi cho ông là cây như thế này và hôm nay tôi đến là đấy, coi như là một cái hoa không rụng. Thế là mình đã đảm bảo được cho nhau rồi. Đúng anh? Đúng rồi. Ra bởi vì là khách là giao dịch lần này còn lần khác. Rồi là đến khi là đâu phải đơn giản, bây giờ cái việc xã hội rồi cái mạng xã hội nó rất là phức tạp. Đúng rồi. Nhà vườn người ta cũng không muốn rằng là anh em phải nặng lời thế này thế kia, xong qua nào là đưa lên mạng để mà phân trần, rồi nó rất là mệt mỏi. Thật sự là cái việc đấy là mệt mỏi lắm đó. Và cho nên là khi mà quý vị và các bạn xem được cái video này thì cũng thấy được là khi mà mua online thì mình sẽ mua như thế nào, làm sao cho uy tín và đảm bảo được, và mình đã chọn cây rồi thì làm sao mình mua được đúng cái cây như vậy. Đừng nên là coi như là kiểu dạng là tham. Không bao giờ, các cụ bảo rồi, của rẻ là của ôi. Không bao giờ có cái chuyện gọi là ngon bổ rẻ như kiểu Việt Nam mình hay nói rằng là cứ thích ngon bổ rẻ đâu. Bác ơi, bác mua cây cho em đi, bán rẻ mà cây đẹp lắm, còn xin lỗi, đấy là thằng nói phép đấy. Chính xác là như thế, còn đẹp ông nào chả, ông đẹp ông nào chả thích. Bây giờ kể cả nói những cái cây như thế này mà những ông không chơi cây cũng thích. Đó. Nhưng mà cũng không phải là ít tiền. Đó. Đây này quý vị và các bạn có thể thấy là những cái cây mai từ quý như thế này thì làm sao mà bảo là ấy được, làm sao mà bảo là rẻ tiền được. Đấy, đây là cây to nhá quý vị nhá. À, kể cả có những cây nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Nhưng mà không phải là rẻ đâu. Rẻ ở đây tất nhiên là so với cả những cái cây mai từ quý khác. Còn đâu thì bây giờ so sánh với cả những cái dòng cây khác như là mộc hoặc là nguyệt quế hay là các cái loại cây cảnh thì nó vô cùng lắm. Rồi là so sánh với cả mai vàng. Đấy quý vị ạ. Đây, đây một cây mai từ quý như này thì theo anh kinh nghiệm anh gọi là bán hàng online thì một cây như này thì là nó ship gọi là nó rơi vào khoảng bao nhiêu tiền ship anh? Nếu ví dụ như là khách ở Sài Gòn thì nó rơi vào bao nhiêu tiền ship? Nếu một cây này nó vâng, đi Sài Gòn thì nó sẽ dao động từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu. À, 1,2 triệu đến 1,5 triệu. Tôi khoảng là bao lâu thì có thể vào được từ Hà Nội vào được Sài Gòn anh? Vào Sài Gòn đó nó sẽ mất tầm như mình hay vận chuyển 3 ngày không? Bắc Nam khoảng 3-4 ngày. Vâng. 3 ngày thì nhiều khi họ không bốc hàng họ đi ngay thì 3 ngày. À. Có bốc hàng chỗ khác nữa thì là 4 ngày. Đấy, tức là trong thời gian là 3 đến 4 ngày thì ship một cây như thế này là sẽ vào được đến miền Nam. Chiều 2 là. Vâng. Miền Nam cho các bác. Đấy, tuyệt vời luôn. Nói chung nó tùy theo cái kích thước của cây đúng không anh? Đúng rồi, kích thước. Đấy. Còn những cái loại nhỏ nhỏ này thì lại rẻ hơn này, loại nhỏ nhỏ này chắc cũng chỉ vài trăm thôi. 500k. Đấy. Loại này nó là hàng bonsai nhỏ nhỏ. Cây này là cây cũng không bé đâu anh ạ. Cây này nó cũng phải tầm trung trung rồi đó. Em nhìn là nó cũng không bé đâu. Tán cũng rộng phết đấy. Nhất nó phải tầm 2 mét đấy nhỉ. Vâng, đấy. Đấy. Đấy là kiểu dạng đo áng chừng ấy, không phải đo kích thước chuẩn bằng thước. Nhìn nó cũng bông nụ. Khách hàng có một cái câu cửa miệng rất là buồn cho những người bán hàng. Cái câu đầu tiên của khách hàng bao giờ cũng là nó không phải là 100%, khoảng 98%. Sao đắt thế? Sao đắt thế? Đúng không? Em thấy không phải là cây mai từ quý của anh đâu mà mua cái gì cũng thế. Mua cái gì cũng đều mà sao đắt thế. Mình luyện công trong cái môi trường đấy nó lâu lắm rồi. Mình thành quen rồi. Vâng. Và mình cũng vâng. Thế có khách lại hỏi là thế sao tao bảo đắt thế mày lại vâng. Mình bảo là nó đắt thật mà. Rẻ thì em lại không bán đồ rẻ, em bỏ. Thế là anh là cũng hơi bị ấy đấy, hơi bị kiên quyết đấy. Đấy quý vị thấy không? Đúng là đồ đẹp thì không bao giờ là ít tiền đâu quý vị ạ, thật sự luôn.
có thể là một số các cái thành phần người ta lợi dụng cái hình ảnh, cái video của những cái nhà vườn nổi tiếng, người ta lừa quý vị đấy. Nói thật là lừa luôn, nói thẳng là lừa luôn. Nên là thôi, quý vị làm sao mà đừng bao giờ ấy, đừng bao giờ là tham, là đừng nghĩ là mua được rẻ mà nó lại mua được rẻ mà nó lại đẹp. Cái gì nó cũng có giá của nó cả rồi. Tại sao bây giờ là bán đồ hoa ngày Tết ấy, là các anh em là nhiều khi cáu lắm, người ta 30 Tết rồi người ta không bán được, nhưng mà không bao giờ người ta xả hàng đâu. Thậm chí người ta sẵn sàng thôi thì người ta cho xuống sông hết, chứ không bao giờ người ta theo kiểu là người ta xả hàng. Đấy. Đây, một cây mai tứ quý bonsai này. Hàng gì cũng có, hàng to, hàng nhỏ có hết. Cây này là 2 người bê. Một người bê thì phải luyện công độ 2 năm trở ra thì về bê được. Cây này chí ít cũng phải 2 người. Đấy quý vị ạ. Ví dụ như cây như thế này, tất nhiên nó là cây nhỏ, nhưng nó là hàng bonsai và nó là hàng nghệ thuật. Thì em nghĩ cũng chắc là cũng không phải là rẻ đâu, đúng không anh? Nhiều khách hàng lại bảo là cây bé tí như thế này mà. À, đúng rồi. Đấy. Cây này bé mà sao đắt thế? Đấy, kiểu như thế đó. Đúng không anh? Đấy, nhiều người người ta không hiểu được cái đẹp, cái nghệ thuật trong từng cái bộ môn chơi. Nếu người nào người ta hiểu cây, người ta sẽ không nói là nhỏ mà đắt thế. Ừ. Người ta chỉ im lặng và người ta nói thầm. Những người hiểu cây. Thế còn nếu mà những người mà mua theo kiểu cứ nhiều hoa là thích, thì họ sẽ bảo là bé tí gì mà mấy chục triệu. Nhưng mà để một làm một cái cây nhỏ nó trần gai hơn cây to rất nhiều, nó khổ rất nhiều so với cây to. Cây nhỏ mất rất là nhiều công, rất nhiều thời gian. Không phải là cái chuyện nhỏ mà rẻ. Đồng ý là có những cây nhỏ rất rẻ, có những cây nhỏ thì lại rất đắt. Bởi vì những cái cây như này mua về là chỉ việc chơi thôi. Đúng rồi. Chơi mãi luôn. Chơi năm này đến hết năm khác luôn. Kể cả có nó có tốt lên thì quý vị. Yêu hơn cái xanh xi ở chỗ là gì? Vâng. Các bạn không phải lo cắt sửa gì cả, cứ để tự nhiên thôi, không phải cắt sửa gì cả. Đấy. Không mất nhiều thời gian. Đấy, tuyệt vời. Đấy quý vị, cho nên là đây là nhỏ. Vâng, đừng nghĩ là nhỏ mà ấy nhá, nhỏ mà đắt thế nhá. Hay là nhỏ mà sao nhiều tiền thế nhá. Đây là quý vị nhìn này. Bộ gốc bệ này. Đấy, già, cổ kính, cổ thụ kết hợp với cả dáng cây, một cây như là một cây cổ thụ thu nhỏ trong một chiếc chậu. Hai người khiêng. Vâng, đấy, tất cả đều hai người khiêng. Khiêng đây gọi là khiêng tại chỗ thôi, còn di chuyển là cũng nhăn mặt đấy. Đó. Quá là đẹp. Đây, nhỏ đây. Nhỏ bay tuyệt vời không? Thác đổ. Đó. Đấy, nói chung là lô ở ngoài này anh ấy bài trí những cây nhỏ nhưng mà rất là chất lượng. Đây, một cây đẹp mai. Cây này là cây gọi là dáng thông đúng không anh? Đúng không? Là cây dáng thông. Bóng đẹp, một cốt có ngọn vút lên. Gốc bồ ngọn chỉ. Gốc bồ ngọn chỉ. Vút. Bóng cực đẹp luôn. Nhà vườn Nhâm Nguyên quý vị thấy không? Các bạn để ý cái số điện thoại nhá. Chỉ có số đít 326 này của mình giao dịch về mai tứ quý thôi. Vâng. Còn cái số khác là không đúng. Ok anh. Tí nữa ghim số điện thoại màn hình. Ok anh. Đây, bóng to đây. Các bạn thích to. Con này nó khoảng tầm 3,5 4 mét nhỉ? Vâng. Nếu mà bóng con này phải 4 mét anh ạ. Bóng con này 4 mét, cao 4 mét. Cả chậu cũng rất là cao, bóng đẹp. Đây quý vị thấy không? Mai tứ quý đẹp không? Xuất sắc luôn. Quá phê luôn. Rồi,
vậy là qua cái video này thì quý vị có thể thấy được rằng là cái việc mua bán online và mua bán qua mạng nó cũng không khó khăn lắm đâu, nếu như thật sự là quý vị là người thẩm định được. Ví dụ như cái cây này, khi quý vị xem là quý vị cũng phải thẩm định được không 100%, chí ít thì cũng phải 70-80% về cái giá trị của cây. Bởi vì quý vị là người chơi cây, là người yêu đam mê thì quý vị cũng phải hiểu được đến 70-80% rồi. Thì để cái việc mà xuống tiền thì quý vị tốt nhất là cứ liên hệ trực tiếp với cả nhà vườn và video call trực tiếp, có thể là ghi lại hình ảnh để làm cái bằng chứng sau này khi mà nó có xảy ra những cái gì đó mà ngoài ý muốn của mình. Đấy thì là đấy là những cái điều mà quý vị mua bán online là tuyệt vời nhất, dễ dàng nhất. Còn để 80% bây giờ là các nhà vườn người ta buôn bán là người ta cực kỳ đàng hoàng, kể cả buôn bán xa hay là buôn bán qua mạng, chỉ có 20% thành phần trong đấy là kiểu dạng gọi là lợi dụng lừa lọc thôi. Đó, uy tín đây này quý vị thấy không? Đấy, biển to như thế này thì chắc chắn là không bao giờ lừa rồi. Số điện thoại thì chỉ có như thế kia thôi. Đấy, bây giờ làm sao mà lấy đâu ra được một số là 0866569326 nữa. Đúng rồi. Đúng anh? Đúng rồi. Đấy. Nên là ông khác mà gọi điện bảo là em anh nhâm hay là thế này thế kia thì thôi, loại bỏ đi, bỏ đi. Tốt nhất là không nghe điện. Đấy thì tôi xin phép được dừng cái video ở đây. Và quý vị và các bạn nếu mà ở gần gần đây thì có thể rẽ qua đường Cổ Linh, rồi ghé vào vườn nhà vườn Nhâm Nguyên đây, xơi nước và tham quan toàn bộ ấy, tham quan toàn bộ cái sân vườn cũng như là cái các cái tác phẩm mai thứ quý của nhà vườn Nhâm Nguyên đây, quý vị thấy không ạ? Đấy, rất là rộng, mấy nghìn mét vuông đất ngay mặt đường Cổ Linh của phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Rồi tôi cũng xin phép là được dừng cái video ở đây. Đây, cảm ơn anh Nhâm rất là nhiều. Vâng, chúc anh và nhà vườn ngày càng phát triển.